Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với Xe Giờ Tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Carren nhé. Dòng xe Kia Carren thuộc phân khúc MPV 7 chỗ của nhà Kia mà đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ ở trên thị trường. Nhưng dòng xe Kia Carren này sinh sau đẻ muộn đi, nhưng mà được cái là cái nội thất rộng rãi cũng như là đang có cái mức giá cũng dễ tiếp cận cho anh em ở cái thời điểm cuối tháng 4 này anh em ạ. Hiện tại thì được bán ra thị trường với 6 phiên bản, nhưng mà có 2 cái phiên bản thì không có xe, ví dụ như là phiên bản 1.5G MT Dynac và phiên bản 1.5D Signature 7 chỗ. Nhưng mà 2 phiên bản này không có xe nên em xin phép là em sẽ không chia sẻ 2 cái phiên bản này, và em chỉ chia sẻ với anh em cái phiên bản là 1.4 Turbo Signature này, 1.4 Turbo Premium, 1.5G Luxury và 1.5G AVT anh em ạ. Ở trong cùng phân khúc thì Kia Carren này đang cạnh tranh với chiếc xe Mitsubishi Xpander hay là với chiếc xe Suzuki XN7, đúng không ạ? Nhưng mà cái chính sách giá bán của những cái dòng xe Kia thì tất nhiên là nó có cái mức giá mềm hơn chiếc xe Kia Carren này. Nhưng mà đặc biệt Kia Carren nó vẫn là rộng rãi và rất là dễ để anh em có thể là thuyết phục anh em về cái nội thất của xe. Đó. Thế thì chi tiết về khuyến mại cũng như tổng lăn bánh của 4 cái phiên bản dòng xe Kia Carren này như thế nào thì em xin phép được đi vào chia sẻ để cho anh em có thể nắm được. Hiện tại thì bên em đang thu mua tất cả các dòng xe cũ, xe lướt mà anh em không có nhu cầu sử dụng và muốn đổi lấy cái dòng xe mới thì bên em hoàn toàn có thể là hỗ trợ thu mua với cái giá cao nhất để cho anh em thuận lợi đổi xe và mua lại xe mới của bên em anh em nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ chia sẻ lăn bánh của cái phiên bản Kia Carren 1.5G IVT. Bản này thì đang có mức giá là 624 triệu. Và cái phiên bản này thì anh em rất là dễ tiếp cận vì giá nó cũng tương đối là tốt để cho anh em có thể là mua ngay và lấy ngay ở thời điểm này. 624 triệu là giá niêm yết thì bên em vẫn giảm tiền mặt, tặng anh em dàn phim cách nhiệt, thảm sàn da, một bộ túi cứu hộ nhanh nữa. Đó. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 686 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 664 triệu, trả góp thì đang là 147 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 646 triệu, trả góp thì đang là 129 triệu. Đó. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đăng ký. Đối với những anh em mà muốn chỉ cần đến bấm biển và lấy xe thôi ấy, thì anh em sẽ phải mất thêm cái tiền chi phí dịch vụ. Và tiền này sẽ đưa cho các bạn tư vấn bán hàng bên em để bên em hỗ trợ anh em nhé. Đó. Sau khi em đã chia sẻ những cái tổng lăn bánh trên thì thực sự là cái mức chi phí này nó đang cũng rất dễ tiếp cận cho những anh em lấy cái phiên bản cơ bản là cái phiên bản tiêu chuẩn số tự động để anh em có thể là về độ những cái gì mà anh em cảm thấy là phù hợp anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em sẽ chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Carren 1.5G Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 654 triệu. Cái chính sách của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng phụ kiện cho anh em nhé, vẫn tặng phụ kiện theo xe chính hãng đấy. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 703 triệu, trả góp thì đang là 160 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 696 triệu, trả góp thì đang là 153 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 678 triệu, trả góp thì đang là 135 triệu. Đó. Với cái chính sách này thì hiện tại thì bên em cũng đang có thể hỗ trợ thêm được cho anh em một chút nữa. Nhưng mà đối với những anh em thiện chí thì gọi cho em thì lúc đó em sẽ chia sẻ nhé. Vì là cái chính sách em bán dưới cho phép nên là em xin phép là em cũng không bóc lích cái con số giả. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3. Đó là cái bản Kia Carren 1.4 Turbo Premium. Bản này thì đang có mức giá là 725 triệu. Với cái chính sách giảm tiền mặt thì cũng xem so với các phiên bản kia thôi, nó cũng đều như nhau thôi. Đấy, vẫn giảm tiền mặt, vẫn tặng phụ kiện như thế. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại như thế thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé,
anh em cần chuẩn bị cho em là 780 triệu, trả góp thì đang là 177 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 772 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 754 triệu, trả góp thì đang là 150 triệu. Đó, với cái chính sách này thì anh em cũng hoàn toàn có thể là cân nhắc lựa chọn cho phù hợp để em hỗ trợ. Với cái mức mua qua trả góp như em đang chia sẻ thì là em đang tạm tính cho anh em khoản vay lên đến 85%. Còn anh em nào muốn vay cái con số nhiều hơn ấy thì bên em vẫn hỗ trợ. Ở bên em vẫn hỗ trợ nhé. Nhưng mà cái câu chuyện rằng là gì? Anh em phải thiện chí chuẩn bị con số tối thiểu của phiên bản này đâu đó vào khoảng 100 triệu thôi. Còn số còn lại thì em sẽ hỗ trợ kết nối bên ngân hàng cho anh em vay anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em sẽ chia sẻ với anh em cái bản thứ tư. Đó là cái bản Kia Carrel 1.4 Turbo Signature. Bản này đang có mức giá là 769 triệu. Hiện tại cái chính sách về giảm tiền mặt thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm rất là sâu đấy. Anh em có thiện chí gọi cho em thì lúc đó em gửi cái con số mà giá giảm để cho anh em dễ hình dung hơn, đúng không ạ? Nhưng mà em sẽ tính cái tổng lăn bánh sơ bộ ngay sau đây để anh em có thể là nắm bắt được cái con số cần chuẩn bị mua cái phiên bản 1.4 Turbo Signature này, đúng không ạ? Đó. Để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 827 triệu, trả góp thì đang là 189 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 818 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 801 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật cái chính sách giá bán cũng như là tổng lăn bánh mới nhất của 4 cái phiên bản dòng xe Kia Carrel ở cái thời điểm cuối tháng 4 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể là như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em đi, thì lúc đó em sẽ hỗ trợ cũng như là gửi cái chính sách giá bán mới tốt nhất, cạnh tranh nhất để anh em có thể là cân đối quyết đoán vào cọc anh em nhé. Đó, em xin phép được dừng video tại đây nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.